vẫn mãi mới là cái quần của bố của thằng bạn đấy. Bây giờ mình phải nhảy theo idol của mình mới được. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt chước theo idol của mình trên TikTok ấy, mà đang hot hot hiện nay ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tập thành idol top top. Rồi, mở video đi. Này à. À, sang trái à. Sẽ sang phải à. Để xuống cúi đầu à. Này, phải chân sang này. À, dễ. Mở nhạc lên. Rồi. Đấy lại của Tùng này, nó vừa xem nó nhìn thấy cái gì ấy. Đâu xem nào. Đấy, tay tay chụp chụp như này đấy. Như kiểu nó nghiện ấy nhỉ. Nó biết nhảy theo điệu của ai không biết nữa. À, chắc là bạn ấy muốn trở thành idol top top. Thì ra là các cậu dám cười trên đam mê của tớ. Từ giờ tớ sẽ cạch xin các cậu. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Đây trải thoại cậu này. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi, tớ xem cậu có đang nhảy điệu gì ấy. Tớ đang nhảy theo hôn trên top top. Các cậu có bắt chước giống như tớ không mà cười? Tớ không biết được, nhưng mà tớ chắc chắn giỏi hơn cậu đấy. Còn cả hai cậu. Nhưng mà thực sự cả hai tớ nhầm ấy. Tớ cũng thể hiện thôi. Tớ chuyên copy này, máy photocopy đấy. Các cậu copy có bằng tớ không? Các cậu chỉ copy theo bố mẹ thôi. Bố mẹ làm cái gì các cậu làm cái này đúng không? Ừ. Tớ nha, tớ có copy ở trên lớp bên này. Tớ copy từ sách giáo khoa sang vở ghi sang bài thi đấy. Đấy, các cậu dám chơi thử thách với tớ không? Có. Được rồi, đi theo tớ để xem ai là người bắt chước giỏi nhất nhá. Đi luôn. Rồi, ở đây tớ có 3 phiếu thăm. Bây giờ các cậu bốc được vào phiếu thăm nào thì các cậu phải bắt chước theo phiếu thăm đó. Hay tớ bốc một cái dứa đi. Cái gì đây? Cái gì đây? Spider-Man. Ý cậu là bảo tớ bắn tớ nhẹ bay lông nhà. Ê, thua chắc rồi. Khó quá, không được đâu. Ê, của tớ là hình mẫu. Không biết hình mẫu gì đây. Tớ là mèo tôm. Được rồi, vậy thì để tớ thực hiện thử thách trước nhá. Tớ thực hiện trước. Vậy đây, đây là video cậu sẽ phải bắt chước theo. Ui, mèo tôm ăn đồ ăn. Thế thì cậu đợi tớ 15 phút để tớ đi chuẩn bị đồ ăn cho thật giống video nhá. Tớ mượn. Bây giờ đến phần thi của bạn cuối. Đây, hình mẫu Spider-Man đây. Đây như kiểu nghiện này. Kia nào. Rồi. Cậu không cần phải bắn tôi nhé. Cậu chỉ cần nhảy theo Spider-Man thôi. Được, vào đi. Lối thế. Đây, con sẽ làm biểu cảm khuôn mặt theo video này này. Đấy, được. Dạ, con sẵn sàng nhá. Rồi. Let's go.
lượng nha. Người mà răng à, răng đâu? Chú mỏ. Béo ơi. Đến lắm. Là Vinh à, Vinh à. Nhanh lắm. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Rồi, thằng được 1 điểm. Vì lúc cuối video, con mèo trong video nó không đội mũ đâu, mà còn là đội mũ. Đó, còn là chiều 9 điểm. Ui, mà chưa có 9 điểm. Thế thì... Thế là Khanh. Được mấy điểm? Khanh à, Khanh được 1,5 điểm thôi. Ơ, what? Khanh được 1,5 điểm. Tại vì... Tớ là trọng tài, tớ tích đám thầy. Thế không chịu, không chịu. Thế là phải chắc rồi. Cũng được, cũng được 2 điểm. Cũng có 2 điểm thôi, nhảy giống y mà. Nhảy giống thì giống thật đấy, nhưng mà có quần áo, không có mặc quần áo giống thì không được. Đầu tư. Lúc cậu chạy ở nhà, cậu khen cậu mấy điểm? Tớ chắc chắn tớ được 10 điểm rồi. Đấy, bắt đầu không bao giờ trở thành idol TikTok được đâu. Thôi, tớ đi về tập làm idol TikTok tiếp đây. Bye bye nhá. Nhảy như này được 10 điểm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.